vừa nghe xong bài hát Em yêu cây xanh đó các con. Qua bài hát thì chúng ta thấy là mình phải nên yêu cây xanh hơn nè, vì cây xanh mang lại nhiều quả ngọt, nhiều bóng mát và cả không khí trong lành đó các con. Vì vậy chúng ta nên yêu quý và bảo vệ cây xanh nè. À, cây xanh còn làm cho thiên nhiên đẹp hơn. Và hôm nay cô cũng có một bài thơ muốn giới thiệu đến các con, đó là bài thơ Dừa. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô đọc nhé. Dừa, ai mang nước lên cây mà dừa kia có nước. Chắc mấy hôm trời mưa dừa đã lo hứng được. Nước mưa có ngọt đâu mà nước dừa lại ngọt. Chắc dừa đi xin đường bỏ vào bụng từ trước. Bây giờ cô đã đọc xong bài thơ một lần rồi đó các con. Bây giờ chúng ta cùng nghe thêm một lần nữa nhé. Bài thơ Dừa. Ai mang nước lên cây mà dừa kia có nước. Chắc mấy hôm trời mưa dừa đã lo hứng được. Nước mưa có ngọt đâu mà nước dừa lại ngọt. Chắc dừa đi xin đường bỏ vào bụng từ trước. Các con ơi, quả dừa thì rất là ngon ngọt nè. Giữa trời mùa hè thì chúng ta cũng nên uống nước dừa, vì dừa rất là mát và nhiều vitamin đó các con. À, cây dừa thì mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Từ thân dừa, quả dừa, lá dừa, tất cả chúng ta đều sử dụng được. Và các con ơi, ở quê hương mình thì rất là nhiều dừa nè. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ và yêu quý cây dừa nhiều hơn nhé. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.